Để đảm bảo tất cả người dân thuộc diện hưởng chính sách an sinh xã hội được chi trả không dùng tiền mặt trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Hà Minh Hải đã ký ban hành công điện về việc tăng cường hỗ trợ công dân mở tài khoản phục vụ chi trả ưu đãi an sinh xã hội không dùng tiền mặt. Theo đó, công văn yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các sở ban ngành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã tập trung thực hiện việc chi trả trợ cấp an sinh xã hội không dùng tiền mặt cho các trường hợp đã có tài khoản trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, phối hợp với các cơ quan liên quan thúc đẩy việc tuyên truyền, vận động, khuyến khích người dân thuộc diện hưởng chính sách an sinh xã hội thực hiện đăng ký tài khoản để thực hiện chi trả không dùng tiền mặt. Ngày 13 tháng 1, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có thư khen và quyết định tặng bằng khen cho Thiếu tá Đỗ Tiến Đức, Phi đội trưởng Phi đội 1, Trung đoàn 929, Sư đoàn 372, Quân chủng Phòng không Không quân. Phi công Đỗ Tiến Đức được thăng quân hàm từ Đại úy lên Thiếu tá. Phi công này đã xử lý tốt tình huống bất trắc trên không vào ngày 9 tháng 1 khi thực hiện bay huấn luyện trở về sân bay Đà Nẵng thì gặp sự cố kỹ thuật. Máy bay phát nổ, bốc cháy và rơi xuống xã Điện Nam Trung, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, giảm thiểu thiệt hại về tính mạng, tài sản của người dân. Công an thành phố Đà Nẵng cho biết vừa phối hợp cùng với cảnh sát hình sự thuộc Bộ Công an và công an một số địa phương triệt phá đường dây cho vay nặng lãi và cưỡng đoạt tài sản do người nước ngoài điều hành. Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đà Nẵng phát hiện một số người dân vay tiền trực tuyến qua các app với lãi suất lên tới hơn 500% một năm. Qua điều tra xác định đây là đường dây quy mô lớn hoạt động tại nhiều địa phương trên cả nước, nên Bộ Công an đã chỉ đạo Cục Cảnh sát Hình sự phối hợp điều tra. Ngày 11 tháng 1, lực lượng Công an Đà Nẵng, Cục Cảnh sát Hình sự, Trung đoàn Cảnh sát cơ động số 29 của Bộ Công an tại thành phố Hồ Chí Minh, Công an thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương đồng loạt đột kích tại 9 điểm. Qua đó đã bắt giữ được nghi phạm Wang Juntao, quốc tịch Trung Quốc, là người điều hành đường dây cho vay nặng lãi này, cùng với 192 người liên quan. Khám xét tại các địa điểm, lực lượng công an đã thu giữ hàng trăm máy tính và điện thoại di động các loại, hơn 180 triệu đồng tiền mặt và phong tỏa hàng chục tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng cùng nhiều tăng vật khác có liên quan. Trước đó, ngày 13 tháng 1, các đối tượng có liên quan đã được di lý về thành phố Đà Nẵng để phục vụ công tác điều tra. Công an tỉnh Đắk Nông vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 3 đối tượng để điều tra làm rõ hành vi mua bán người. Đây là các đối tượng trong đường dây môi giới hôn nhân vừa bị Công an tỉnh Đắk Nông phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an triệt phá. Ba đối tượng bị bắt gồm Vầy Tuyết Mai, 40 tuổi, Trần Quang Phát, 45 tuổi, cùng chú thành phố Hồ Chí Minh và Nguyễn Thị Nho, 38 tuổi, chú tỉnh Đắk Nông. Vầy Tuyết Mai có chồng là người Trung Quốc và thường xuyên về Việt Nam. Cuối năm 2022, Mai được một người đàn ông cho biết có nhiều đàn ông Trung Quốc sẵn sàng bỏ tiền để mua phụ nữ Việt Nam về làm vợ. Nếu Mai tìm được sẽ trả công từ 200 triệu đến 300 triệu đồng mỗi người. Để dụ dỗ phụ nữ Việt Nam sang Trung Quốc, Mai đã bàn bạc với Trần Quang Phát và Nguyễn Thị Nho đi tìm kiếm và hứa hẹn với các nạn nhân về viễn cảnh cuộc sống giàu sang khi lấy chồng bên Trung Quốc. Sau khi dụ dỗ được các nạn nhân, các đối tượng sẽ đưa các nạn nhân đến biên giới, bàn giao cho người bên Trung Quốc và nhận tiền. Khi sang đến Trung Quốc, các nạn nhân bị giam lỏng, bị kiểm soát và bị thu hết hộ chiếu, điện thoại, bị yêu cầu phải sinh con theo chỉ định của nhóm đối tượng này. Nếu nạn nhân không đồng ý, sẽ bị yêu cầu phải đền bù toàn bộ số tiền mà khách Trung Quốc đã chi trả. Trong khoảng thời gian từ tháng 5 năm 2023 đến nay, Vầy Tuyết Mai cùng đồng bọn đã lừa gạt 36 phụ nữ, chủ yếu ở các tỉnh miền Tây, thành phố Hồ Chí Minh và Đắk Nông, sang Trung Quốc. Một số nạn nhân sau khi phát hiện mình đã bị lừa gạt, mua bán đã bỏ trốn về Việt Nam hoặc nhờ người trình báo, tố giác tội phạm và đề nghị được giải cứu. Hiện vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra. Đánh giá từ tình hình chiến đấu hiện tại và quy mô lực lượng của quân đội Nga ở phía tây Bakhmut, dư luận có thể tin rằng chiến dịch tấn công Chashoja của Moscow đã bắt đầu. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi mục bình luận quốc tế sau. Cứ điểm Chashoja đóng vai trò có thể chi viện ứng cứu lẫn nhau với các lực lượng Kiev đang hoạt động ở phía tây Bakhmut, hay còn gọi là Azovstal, đã sụp đổ hồi tháng 5 năm 2023. Liệu Nga có biến khu vực này thành Bakhmut thứ hai?
Dựa trên diễn biến thực tế, có thể khẳng định Chasovia sẽ là điểm quyết chiến tiếp theo mà lực lượng Nga muốn kiểm soát bằng mọi giá. Ngày 28 tháng 5 năm 2023, một lần nữa sau khi Wagner tuyên bố kiểm soát hoàn toàn thành phố Bakhmut, các chuyên gia trên tạp chí Military Watch của Mỹ đã nhận định rằng Kiev có thể mất quyền kiểm soát Chasovia. Trước đó, chính Tổng thống Ukraine Zelensky cũng đã cảnh báo sau khi mất Bakhmut, Kiev có nguy cơ mất các thành phố lớn như Slavyansk và Kramatorsk. Tuy nhiên, để đến được hai đô thị đó, việc đầu tiên quân Nga cần làm là phải chiếm cứ điểm tiền tiêu, thành phố nhỏ nhưng cực kỳ quan trọng là Chasovia nằm cách Bakhmut 10 cây về phía tây. Chasovia đã trở thành một trung tâm then chốt cho lực lượng Kiev trên mặt trận Donetsk vì đây là con đường duy nhất để quân đội Ukraine tiếp tế binh sĩ và phương tiện cho mặt trận Bakhmut. Đồng thời, nó cũng đóng vai trò như một vị trí tái tập hợp binh lực, nơi quân đội Ukraine luân phiên ra vào thay quân Bakhmut, giúp họ có thời gian nghỉ ngơi và tiếp tế. Với vị trí quan trọng như vậy, nên vào đầu tháng 1 năm 2023, lực lượng Ukraine đã tổ chức xây dựng hệ thống hầm hào, công sự kiên cố và thiết lập các bãi mìn trên những con đường và ngoại vi của thành phố nhỏ này. Trong mùa hè thu 2023, song song với hướng phản công ở phía nam với mũi tấn công chủ yếu Zaporizhia, Ukraine cũng tổ chức phản kích trên hai sườn Bakhmut và giành được một số kết quả tích cực đẩy lùi lực lượng chính quy của Nga về phía đông nhiều km. Tuy nhiên đến tháng 12 năm 2023, sau khi phản công không đạt như kỳ vọng, lực lượng Ukraine đã hụt hơi, còn Nga đã giành được quyền chủ động trên hầu khắp các mặt trận, trong đó có Bakhmut. Tính đến ngày 8 tháng 1, lực lượng Nga gần như đã khôi phục lại toàn bộ những vị trí đã mất trước đó và đang phát huy ưu thế nhằm đạt được bước tiến mới, xa hơn về phía tây Bakhmut. Dựa trên tin tức từ trang tình báo nguồn mở trực tuyến OSI, có thể nhận định toàn diện về sức mạnh quân sự của Nga trên mặt trận Bakhmut. Hiện nay ở mặt trận này, quân đội Nga triển khai ở 3 cấp là cấp chiến lược, chiến dịch và chiến thuật. Trên hướng Bắc Bakhmut ở Bodaniska, quân Nga được xác nhận đang hoạt động là lữ đoàn bộ binh cơ giới số 200 thuộc tập đoàn quân 14 của hạm đội phương Bắc. Cùng với đó là một trung đoàn thuộc sư đoàn dù số 98. Rất có thể hai đơn vị này chưa phải là lực lượng duy nhất của Nga ở Bodaniska. Tại làng Ivanis nằm ở cửa ngõ phía đông nam của Bakhmut, quân đội Ukraine đã phát hiện các lực lượng Nga tại đây, bao gồm sư đoàn bộ binh cơ giới số 6 của tập đoàn số 3 mới thành lập và trung đoàn bộ binh cơ giới số 1307 của dân quân Donetsk thân Nga, tổng cộng có 4 trung đoàn. Tại Krishchika ở sườn tây nam Bakhmut, quân đội Ukraine cho biết lực lượng tấn công của Nga bao gồm lữ đoàn bộ binh cơ giới số 4 của tập đoàn quân số 2 và lữ đoàn bộ binh cơ giới số 72 của tập đoàn quân số 3. Biệt đội đặc nhiệm Asmat của Chechnya và một trung đoàn dù đã tham gia cuộc tấn công tại khu vực này. Trinh sát Ukraine cũng tuyên bố đã phát hiện thấy hai lữ đoàn bộ binh cơ giới 123 và 127 thuộc tập đoàn quân số 2 của Nga. Hai lữ đoàn trên đã được phối hợp thuộc từ 1 đến 2 tiểu đoàn bộ binh cơ giới làm nhiệm vụ dự bị. Cuối cùng là cụm quân xung kích số 2 Chokshev, thủ lĩnh hiện tại của lực lượng lính đánh thuê Wagner chỉ huy, cũng được phát hiện thấy ở Bakhmut và có thể đang là lực lượng dự bị của Nga tại Bakhmut. Theo thông tin công khai hiện nay, quân đội Nga đã tập trung lực lượng với 5 lữ đoàn, 7 trung đoàn và 8 tiểu đoàn xung kích ở Bakhmut. Lực lượng pháo binh và các binh chủng khác chưa rõ, nhưng các đơn vị bộ binh cơ giới đã tương đương với 2 quân đoàn bộ binh. Đánh giá của tình báo Ukraine về sức mạnh của quân đội Nga ở Bakhmut thậm chí còn cường điệu hơn khi cho rằng Nga đã tập trung 19 đơn vị cấp lữ đoàn, 21 cấp trung đoàn và 15 đơn vị cấp tiểu đoàn độc lập ở mặt trận Bakhmut với tổng quân số lên đến 77.000 quân, nhưng dường như cũng không hề khoa trương chút nào. Nhưng theo tính toán, ngay cả khi tính đủ 5 lữ đoàn, 7 trung đoàn và 8 tiểu đoàn, tổng quân số chiến đấu trực tiếp của Nga tại Bakhmut cũng chỉ có thể rơi vào khoảng 35.000 người. Nếu tính cộng thêm các đơn vị binh chủng đảm bảo, pháo binh, thông tin, hóa học, hậu cần và các đơn vị hỗ trợ khác mới là gần 50.000 quân. Quy mô lực lượng này đã vượt quá tổng quân số của tập đoàn Wagner khi không kích Bakhmut tháng 12 năm 2022. Vào thời điểm đó, tập đoàn Wagner có thể sử dụng khoảng 20.000 lính đặc nhiệm tinh nhuệ và tổng quân số chỉ khoảng 40.000 người. Vào thời điểm hiện nay khi quân số Nga đã chiếm đóng thành công Bakhmut, họ sẽ tập trung toàn bộ binh lực để xóa sổ Chasovia nhằm nối thông đường đến Slavyansk và Kramatorsk. Đoán được ý đồ của đối phương với lực lượng đồn trú sẵn ở đây và lực lượng rút về từ Bakhmut, Ukraine sẽ biến Chasovia thành một cứ điểm phòng thủ mới kiên cố trong nỗ lực ngăn chặn quân Nga hiện thực hóa mục tiêu trong giai đoạn 2 của chiến dịch quân sự đặc biệt là kiểm soát hoàn toàn vùng Donbass.
Điều thuận lợi với Nga là họ đã chiếm xong thành phố Bakhmut nên có thể tập trung binh lực cho chiến dịch tấn công Zaporizhia. Hơn nữa, do dân cư trong thị trấn đã di tản gần hết nên lực lượng Nga có thể phát huy được tối đa ưu thế về hỏa lực của mình. Theo các phân tích của một số nhà quan sát trước đây, mục tiêu chính trong cuộc tấn công mùa đông của quân đội Nga ở mặt trận phía Tây Bakhmut là chiếm một số ngôi làng gần Bakhmut, chẳng hạn như Orekhovo, Valievska ở phía Bắc, Grigolika, Kromo và Ivanis ở phía Tây, Krychika và Andrika ở phía Nam. Đồng thời, Nga tiến hành bảo vệ hai sườn nhằm đảm bảo an toàn cho đường cao tốc T-1302. Mục tiêu là đẩy lực lượng Nga lên áp sát kênh đảo Donetsk, tạo điều kiện cho cuộc tấn công tiếp theo vào cứ điểm Zaporizhia. Nhưng đánh giá từ tổng lực sức mạnh hiện tại của quân đội Nga tại Tây Bakhmut, có thể nhận thấy họ đã có điều kiện để tấn công trực tiếp vào Zaporizhia. Theo nguyên tắc chiến thuật của quân đội Liên Xô mà quân đội Nga hiện nay vẫn áp dụng, hướng chính diện của quân đoàn bộ binh cơ giới có chiều rộng từ 15 đến 20 km và chiều sâu là từ 15 đến 30 km. Với quân số tương đương hai quân đoàn bộ binh của Liên Xô, quân đội Nga có thể tổ chức tấn công rộng hơn. Nếu chiến dịch mùa đông của quân đội Nga ở phía Tây Bakhmut là tấn công tới kênh đảo Donetsk, Donbass và những ngôi làng này, diện tích giành quyền kiểm soát dự kiến của quân đội Nga rộng chưa đến 300 km2, chỉ cần sử dụng khoảng một quân đoàn bộ binh là đủ, chứ không cần tập trung đến hai quân đoàn. Nếu quân đội Nga tấn công vào Zaporizhia và vạch rừng được đặt ở phía tây thành phố, thì phạm vi chiến dịch của quân đội Nga sẽ đạt tới 700 km2 và sức chứa của mặt trận hoàn toàn phù hợp với quy mô lực lượng hai quân đoàn của Nga. Đánh giá từ cách bố trí của quân đội Nga, sức mạnh hiện tại của quân đội Nga đang thể hiện rõ là nhẹ ở phía trước và nặng ở phía sau, với cụm quân xung kích số 2 do thủ lĩnh Wagner tóc trắng dẫn dắt. Lực lượng đánh thuê Wagner được tổ chức bởi một số biệt kích với hiệu quả cao. Xét kinh nghiệm tấn công các khu vực kiên cố của Wagner, cụm quân xung kích số 2 này sẽ có khả năng thọc sâu, đột phá mạnh nhất trong việc tấn công các khu vực kiên cố và có thể so sánh với lực lượng đổ bộ đường không của Nga, GRU, lực lượng đặc nhiệm lừng danh và một số đơn vị vệ binh tinh nhuệ Chechnya. Tuy nhiên, hiện tại không có dấu hiệu nào cho thấy lực lượng Wagner tại Bakhmut đã tham chiến. Các đơn vị phía trước của Nga vẫn là các lữ đoàn bộ binh cơ giới 200, 472 và một số đơn vị khác đã hoạt động ở Bakhmut được nửa năm. Điều này chứng tỏ quân đội Nga ở phía tây Bakhmut vẫn đang ở giai đoạn chuẩn bị, giành vị trí để tạo thế và không loại trừ mục tiêu giai đoạn đầu là sử dụng các đơn vị này để mở cửa vào khu vực Zaporizhia. Sau đó, các đơn vị kể trên sẽ được rút về làm lực lượng dự bị. Với lực lượng chủ lực Wagner đang tập kết ở phía sau, không còn nghi ngờ gì nữa, mục tiêu của quân đội Nga ở Tây Bakhmut chỉ có thể là Zaporizhia. Thời điểm lính đánh thuê Wagner phát động cuộc tấn công chính thức vào Bakhmut năm 2022 là cuối tháng 10 và đầu tháng 11. Các mũi xung kích Wagner đã chiếm được chuỗi cứ điểm phòng ngự vòng ngoài, đánh dấu sự bắt đầu chính thức của những trận đánh gần thành phố Bakhmut. Điều tương tự cũng có thể đúng với quân đội Nga lần này. Quân đội Nga bắt đầu đẩy lùi lực lượng Ukraine phản công vào giữa tháng 11, chiếm Kromovo vào ngày 29 tháng 11, đồng thời mở cuộc tấn công vào Bohdanikap và Krychiva, đồng nghĩa với việc chuẩn bị tấn công Zaporizhia. Thời gian mở màn chiến dịch của quân đội Nga năm nay về cơ bản giống như năm 2022, khi lực lượng Wagner đã chiến đấu từ tháng 11 năm 2022 đến tháng 5 2023, thời gian kéo dài nửa năm. Rất có thể các trận đánh của quân đội Nga ở phía Tây Bakhmut cũng có thể kéo dài như vậy. Do đó, sau khi đánh giá toàn diện việc triển khai, bố trí đội hình xung kích và dự đoán thời gian chiến đấu của quân đội Nga, có thể kết luận rằng dựa trên thông tin tình báo nguồn mở hiện tại, mục tiêu tấn công của quân đội Nga là nhằm vào Zaporizhia. Có thể phác thảo cuộc tấn công của Nga vào Zaporizhia theo ba trục như sau. Thứ nhất, trục phía Bắc hướng từ Grihovica đến vùng ngoại ô phía Bắc Zaporizhia. Thứ hai, trục phía Đông từ Ivanis đến vùng ngoại ô phía Nam Zaporizhia với hai hướng tấn công chính. Thứ ba, quân đội Nga có thể hình thành thế tấn công gọng kìm Bắc Nam bao vây Zaporizhia. Mũi thứ ba là yểm trợ bên sườn, bắt đầu từ Kurimika đến Biogora và Dilika. Nhiệm vụ là bảo đảm sự toàn vẹn của mặt trận khi tấn công Zaporizhia, đồng thời cắt đứt mối đe dọa của quân Ukraine tấn công thọc sườn lực lượng Nga theo hướng Zhenhin. Thời gian ước tính của chiến dịch kéo dài hơn nửa năm. Mục đích tấn công Zaporizhia của Nga không chỉ là chiếm giữ nơi này và đột phá toàn diện khu vực kênh đảo Donetsk, mà mục đích quan trọng hơn là, giống như trận Bakhmut, nhằm thực hiện một cuộc tấn công tổng lực buộc quân đội Ukraine phải huy động các đơn vị tiếp viện đến khu vực này, sau đó sử dụng lợi thế về hỏa lực để bao vây và tiêu diệt họ.
xét về mặt lực lượng, chiến dịch Chasovia sẽ phá vỡ kế hoạch bổ sung và luân chuyển quân của quân đội Ukraine nhằm tiêu hao thêm lực lượng ít ỏi của quân đội Ukraine. Xét về chiến thuật cụ thể và tình hình thực địa, quân đội Nga vẫn sẽ tiếp tục đánh sập các cứ điểm và tiêu hao quân Ukraine bằng cách tấn công lực lượng phản công Ukraine. Điều này cũng quyết định cục diện của Chasovia. Như vậy, chiến dịch không thể kết thúc nhanh chóng. Đánh giá từ tình hình hiện tại và quy mô lực lượng của quân đội Nga ở phía Tây Bakhmut, chúng ta có thể tin rằng chiến dịch Chasovia của Nga đã bắt đầu và có thể sẽ kết thúc trong khoảng 6 tháng tới sau khi hoàn toàn kiểm soát thành phố này.